pha để bóng quá cao mạo hiểm của San Vincent Phúc Hồng. Choi Yong Rae đã tận dụng triệt để lợi thế của mình. 8 đều. Bây giờ quyền của bóng trong tay Choi Yong Rae. Những cú giao bóng rất hiểm của Choi Yong Rae buộc San Vincent Phúc Hồng phải trả giao bóng khá cao và thụ động. 9-8 nghiêng về phía vận động viên Hàn Quốc. Lần này thì bóng ra ngoài sau cú giật rất mạnh của Choi Yong Rae, 9 đều. Nếu thắng bóng này, Choi Yong Rae sẽ thắng trận đấu đầu tiên trước San Vincent Phúc Hồng với tỷ số chung cuộc là 3-1. Còn nếu như Phúc Hồng thắng được ván này thì hai bên sẽ phải bước vào ván quyết định, ván thứ 5. Lúc này người giao bóng là San Vincent Phúc Hồng của Thái Lan. San Vincent Phúc Hồng không bình tĩnh trong pha vừa rồi, anh đã chiếm được ưu thế. Nhưng anh lại giật bóng trúng vào cạnh vợt. 9-10, điểm kết thúc trận đấu đầu tiên cho Choi Yong Rae, nhưng quyền bóng trong tay San Vincent Phúc Hồng. 10 đều. Một cú giao bóng xoáy chìm hiểm hóc của San Vincent Phúc Hồng giúp anh thoát qua được điểm thua trận đấu. 10 đều và bây giờ hai tay vợt sẽ có những pha giao bóng luân lưu. Choi Yong Rae của Hàn Quốc là người giao bóng. Trả giao bóng không qua lưới. 11-10, đổi giao bóng cho San Vincent Phúc Hồng của Thái Lan. 10-11, điểm kết thúc trận cho Choi Yong Rae của Hàn Quốc. Quá hay. Choi Yong Rae cho thấy bản lĩnh của mình và anh đã thắng ván thứ tư 12-10. Như vậy là trong trận đấu đầu tiên thì tay vợt của Hàn Quốc Choi Yong Rae đã thắng 3-1 trước San Vincent Phúc Hồng, giúp đội Hàn Quốc tạm thời vượt lên dẫn trước 1-0 sau trận đấu đầu tiên ở trận chung kết giải đồng đội nam của giải bóng bàn quốc tế mở rộng lần thứ 13 cây bật vàng năm 2009. Như vậy là chúng ta đã thấy trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Kim Ta Hung của Hàn Quốc và San Vincent Phúc Hồng của Thái Lan. Như vậy tham dự giải lần này có các đội đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàn Quốc có 2 đội, Hàn Quốc A và Hàn Quốc B. Đội Hàn Quốc A có mặt trong trận chung kết tranh giải đồng đội. Đội Nhật Bản gồm 2 đội, đội Nhật Bản và đội Đông Kobe. Đội Đông Kobe chính là đội đã gây bất ngờ ở bảng B khi về đầu bảng này và đã giành đồng hạng 3. Các đội sau đó là Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Các đội Đông Á này cũng đưa đội tuyển quốc gia của họ để chuẩn bị cho SEA Games sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Lào. Đội Việt Nam có 3 đội, đó là đội tuyển Nam, đội trẻ và đội Thành phố Hồ Chí Minh. Và tất nhiên là cũng có đội nữ nữa, nhưng chúng ta cũng biết theo giới chuyên môn, đúng như dự đoán thì đội nữ đã khó có thành tích cao. Đội Nam của Việt Nam thì đặt chỉ tiêu là lọt vào top 3, tức là một trong 3 thứ hàng đầu. Và kết quả là mặc dù thi đấu không ấn tượng, nhưng các vận động viên của Việt Nam cũng đã giành được đồng hạng 3. Như vậy lúc này thì hai vận động viên của Hàn Quốc và Thái Lan ở trận đấu thứ 2, trận chung kết giải đồng đội Nam đang khởi động. Quý vị và các bạn đang theo dõi diễn biến ở giải bóng bàn quốc tế mở rộng lần thứ 23 giải cây vợt vàng năm 2009. Như vậy chúng ta vừa theo dõi trận đấu đầu tiên đã kết thúc giữa hai tay vợt
Choi Hong-rae đã thắng tay vợt của Thái Lan là San Susin Phúc Hồng với tỷ số là 3-1. Còn trận thứ hai lúc này người mang số đeo 159 trên màn ảnh chúng ta đó là tay vợt Thái Lan San Susin Phúc Hồng sẽ thi đấu với tay vợt Kim Thị Hun mang số đeo 124. Như vậy là ván đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Người đang giao bóng đó là vận động viên của Thái Lan mang số đeo 159 San Susin Phúc Hồng. Dứt bóng tốt Kim Tae Hoon, người đang trên màn ảnh truyền hình của quý các bạn là tay vợt đang có thứ hạng 163 thế giới theo bảng xếp hạng của ATTF. Còn tay vợt Thái Lan là tay vợt đang có thứ hạng 233. Lần này thì Kim Tae Hoon dứt bóng ra ngoài. Ở trong trận đấu bán kết thì Kim Tae Hoon là người đã đánh bại tay vợt Đoàn Kiến Quốc của Việt Nam với tỷ số là 3-1. Điểm lúc này đang nghiêng về cho tay vợt của Thái Lan đó là San Susin Phúc Hồng 3-1. Bóng ngoài 4-1. Pha giật bóng hơi sớm của Kim Tae Hoon. Một điểm nữa dành cho tay vợt của Thái Lan San Susin Phúc Hồng. Những cú cắt bóng cũng như những pha đẩy bóng của các tay vợt Hàn Quốc chúng ta thấy là có độ xoáy rất tốt và gây khó khăn cho các vận động viên đối thủ của mình. Một điểm được rút ngắn xuống cho tay vợt của Hàn Quốc là Kim Tae Hoon 2-5. Dứt bóng ngoài. Cách biệt lúc này đang là 4 điểm nghiêng về cho tay vợt hạng 233 thế giới San Susin Phúc Hồng của Thái Lan. 6-2. Hơi vội một chút ở trong pha dứt bóng vừa rồi. 6-3. Lúc này cách biệt chỉ còn 2 điểm, chúng ta thấy vừa rồi cú giật trái nữa của vận động viên San Susin Phúc Hồng bóng ra ngoài, như vậy chỉ còn 2 điểm nữa thôi. 2 điểm nữa thì cách biệt sẽ được san bằng. Một pha đánh áp sát bàn rất tốt của San Susin Phúc Hồng. 4-7. Rất tiếc ở trong tình huống vừa rồi thì Kim Tae Hoon lại giật bóng ra ngoài. Kiểu cầm vợt của Kim Tae Hoon là cái cầm vợt muỗng, và chúng ta thấy cả hai vận động viên đều sử dụng vợt cầm tay phải. Không được, bóng ngoài rồi. Một pha tấn công rất hay của San Susin Phúc Hồng. Và cách biệt lúc này đã được gia tăng lên 9-4. Rồi, 14, một điểm nữa. Ván đấu đầu tiên sẽ thuộc về tay vợt của Thái Lan San Susin Phúc Hồng. 50. Rất hay. Một pha lật vợt, lật của tài rất nhanh. Một cú trái tài chính xác của Kim Tae Hoon để giành điểm. 16. Quá tốt. Một pha chủ động tấn công rất hay của San Susin Phúc Hồng. Và như vậy là điểm số 11-6 ván đầu tiên đã thuộc về cho tay vợt của Thái Lan hạng 233. Chúng ta thấy là với tay vợt của Hàn Quốc, người điên tiên phong ở trong trận đấu đầu tiên Choi Hong-rae, thì anh đã tạo một ưu thế cho các tay vợt của Hàn Quốc.
Nhưng ngay ở trận đấu thứ hai vừa rồi chúng ta cũng theo dõi trong ván đầu tiên thì thay mặt Thái Lan là Sanchosin Phutbum đã nỗ lực để vượt qua Kim Thầy Hun, người mà chúng tôi đã giới thiệu đã đánh thắng tay vợt Đoàn Kiến Quốc ở trong trận đấu bán kết với tỷ số 3-1. Tại giải bóng bàn quốc tế mở rộng lần thứ 23 giải cây vợt vàng, đây là một trong những giải đấu lâu đời mà chúng ta cũng đã từng biết tại thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1987 và cho đến nay đã có 23 năm, và chúng ta thấy đây là biểu tượng của chiếc cúp đồng đội, có chiếc biểu tượng là cây vợt vàng. Dịp bóng tốt, chúng ta đã theo dõi ván thứ hai. Kim Thi Hun vừa thực hiện pha dịch bóng thuần tay tấn công để giành điểm. Nếu như Kim Thi Hun là người thắng Đoàn Kiến Quốc thì tay vợt Sushasin Phutbum của Thái Lan ở trong trận đấu bán kết gặp Đông Kobe của Nhật Bản đã để thua Liu Yanhen với tỷ số 0-3. Lúc này điểm 1-0 đang nghiêng về cho Kim Thi Hun. Quá tốt, một pha tấn công áp sát bàn của Kim Thi Hun. Điểm lúc này là 0-2. Giật bóng không tốt, một điểm nữa cho Kim Thi Hun. 0-3. Rất tốt, một pha phản công cực hay của Kim Thi Hun trong các trận đấu trước khi bước vào trận chung kết này thì các tay vợt Hàn Quốc họ chơi áp sát bàn cũng như những pha đánh từ xa bàn đều rất chuẩn. Dứt bóng ra ngoài, không như vậy. Trong pha quay chậm vừa rồi chúng ta thấy là cú dứt trái của tay vợt Thái Lan Sushasin Phutbum là vào bàn và một điểm được thu ngắn xuống cho vận viên Thái Lan. Lúc này thì Kim Thi Hun đã có thêm một điểm nữa để nâng điểm lên là 5-1. Không được, và dứt bóng hụt của Kim Thi Hun. Quá hay, một pha đội công rất đẹp mắt, và Sushasin Phutbum là người đã thành công ở trong pha đội công vừa rồi. Một pha đội công từ xa bàn nhưng rất chính xác từ cú thuận tay của Sushasin Phutbum. 5-3, cách biệt chỉ còn 2 điểm thôi. Phải nói là trong ván đầu tiên này thì Sushasin Phutbum, tay vợt của Thái Lan đã chơi rất tốt. Mặc dù anh trong ván thứ hai này đang bị dẫn trước với cách biệt một điểm, 5-4. Sushasin Phutbum vừa định thực hiện một pha cắt bóng để bỏ nhỏ nhưng độ xoáy trong pha giao bóng vừa rồi quá nặng, do vậy mà bóng đã không qua lưới. Lúc này điểm cho Kim Thi Hun đã được nâng lên 7-4. Ở trong các trận đấu bán kết phải nói là rất tiếc cho các tay vợt của Việt Nam. Các tay vợt của Việt Nam với những gương mặt rất quen thuộc như Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, rồi Nam Hải và Tuấn Quỳnh không thể vượt qua được các tay vợt của Hàn Quốc được đánh giá rất cao, và do vậy họ phải chấp nhận ở vị trí đồng hạng 3 với Đông Kobe. Tại cây vợt vàng lần thứ 23 này thì Hàn Quốc mang sang Việt Nam 28 vận động viên. Trong đó thì John Ray là tay vợt nam có thứ hạng tốt nhất hiện nay trên bảng xếp hạng của ATTF, hạng 77 thế giới. Dứt bóng ra ngoài. Và chỉ còn một điểm nữa thôi thì Sushasin Phutbum sẽ cân bằng được điểm số lúc này. 6-7.
qua lưới. 8-6. Không thành công trong pha bỏ bóng nhỏ gần bàn vừa rồi của Kim Tae-hoon. 7-8. Sau cú giao bóng vừa rồi thì cú trả giao bóng lại của Kim Tae-hoon ra ngoài, như vậy là rất đáng khen cho Suchitin Phatbun. Cuối cùng thì tay vợt Thái Lan này đã cân bằng được điểm số 8-8. Xét về thứ hạng thì Suchitin Phatbun kém xa thứ hạng so với Kim Tae-hoon, hạng 233 so với 163 của tay vợt Hàn Quốc. Thì chúng ta thấy là tay vợt của Thái Lan vẫn đang chơi rất tốt, rất tự tin, phải nói là như vậy. Trong ván đầu tiên anh đã thắng 11-6. Điểm cho Kim Tae-hoon lúc này là 9-8. Dứt bóng không qua lưới, một cú dứt bóng từ xa bàn và 9-9. Cơ hội để thắng ván đấu này vẫn đang chia đều cho Kim Tae-hoon và Suchitin Phatbun. Đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên Hàn Quốc có mặt ở trận đấu chung kết của giải đồng đội, mà ở các năm trước họ cũng đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi đến tham dự giải bóng bàn quốc tế trên mặt vàng. Cụ thể là không chỉ có nam, mà trong ngày thi đấu hôm nay các vận động viên nữ của Hàn Quốc cũng sẽ thi đấu đồng đội nữ với Thái Lan. Lại giật bóng ra ngoài như vậy, cơ hội để thắng ở trong ván đấu này lúc này lại lật ngược sang cho tay vợt của Thái Lan, Suchitin Phatbun. 19. Và chúng ta thấy với pha trả vào bóng hỏng vừa rồi của Kim Tae-hoon thì ván thứ hai tiếp tục thuộc về cho tay vợt Thái Lan, Suchitin Phatbun, và anh thắng 11-9 trong ván đấu này. Có thể nói sau hai ván đấu thì Suchitin Phatbun chơi rất tốt, và chỉ có ở ván đấu thứ hai thì anh thắng với cách biệt khích khao là 11-9, còn trong ván đầu tiên thì đó là một ván đấu thắng rất thuyết phục. Trong bảng xếp hạng của ATTF thì tay vợt Thái Lan hiện đang đứng 233, còn tay vợt Kim Tae-hoon của Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2009 này thì anh đang có thứ hạng 163. Và so với tháng 6 của năm 2009 thì xứ hạng này vẫn không đổi. Nhưng so với tháng 5 của năm 2009 thì tay vợt của Hàn Quốc này tăng lên 4 bậc. Ở tháng 5 năm 2009 thì anh xếp hạng 167. Còn ở tháng 4 thì xứ hạng của anh thấp hơn, đó là 174. Như vậy chúng ta thấy là tay vợt Hàn Quốc này đã có sự vượt bậc trong mấy tháng qua. Và hiện nay anh đang đứng hạng 163. Hai tay vợt chủ lực của Hàn Quốc đã thi đấu hai trận đầu tiên và chỉ có Choi Eun-rae là người đã thắng khá dễ dàng Suchitin Phatbun 3-1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ván thứ ba. Suchitin Phatbun là người phá bóng đầu tiên ở trong ván này. Điểm lúc này đang là 1-0. Rất nhiều lần ở trong trận đấu này chúng ta thấy là sau cú giao bóng của Suchitin Phatbun thì tay vợt Kim Tae-hoon của Hàn Quốc thường có những cú trả bóng hỏng mặc khá nhiều lần như vậy, và đó cũng là lý do khiến anh đã thua trong hai ván, mặc dù ở ván hai là anh có ưu thế dẫn điểm trước. Bóng ngoài, điểm cho tay vợt Hàn Quốc Kim Tae-hoon 1-2. Các bóng không qua lưới 2-2.
không được về một pha đẩy bóng từ cú trái tay của Sun Sen Sun Phong bung ra ngoài. 2-3. 3 đều. Ở trong trận đấu này chúng ta thấy đến lúc này mặc dù có thứ hạng thấp hơn như sự thi đấu của Sun Sen Sun Phong bung không hề có một sự chênh lệch quá nhiều so với tay vợt hạng 163 của Hàn Quốc Kim Tae-hoon. Dứt bóng hụt rất tiếc cho Sun Sen Sun Phong bung. 4-3. Hai pha dứt bóng tấn công nhưng ở trong pha dứt bóng thứ hai thì bóng lại ra ngoài. 4 đều. Và chủ động tấn công rất nhanh của Kim Tae-hoon. 4-5. Dứt bóng tốt. Sun Sen Sun Phong bung không ít lần cho chúng ta thấy những cú thuận tay của anh trong trận đấu ngày hôm nay đều rất tốt và ít khi mắc sai lầm với những cú dứt bóng ra ngoài. Không được, lần này thì cú phòng thủ từ xa bàn của Sun Sen Sun Phong bung không qua lưới. Điểm cho Kim Tae-hoon. 6-5. Hai pha đánh hỏng liên tiếp của Sun Sen Sun Phong bung. Như vậy cách biệt lúc này đang là 7-5 nghiêng về cho Kim Tae-hoon của Hàn Quốc. Ở giải năm nay rất tiếc là không có hai đội đến từ cường quốc bóng bàn, đó là Quảng Đông và Quảng Tây, vì họ phải tham dự đại hội thể thao. Vì chúng ta thấy là mặc dù những năm gần đây thiếu vắng một số cao thủ nhưng các trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn tại giải bóng bàn quốc tế mở rộng lần thứ 23 trên mặt bàn. Điểm bây giờ đang là 6-7. Rất hay một pha đôi công. Nhưng người có pha dứt bóng không tốt vừa rồi cuối cùng đó là tay vợt Thái Lan Sun Sen Sun Phong bung. Kim Tae-hoon đang cố gắng để thắng lại ván đấu này nếu như anh không muốn để thua trận đấu trước tay vợt Thái Lan Sun Sen Sun Phong bung. 8-6. Ở hai ván đấu trước thì Kim Tae-hoon đều thất bại. Dứt bóng tốt. 9-6. Không được rồi. Và phản công với cú dứt phải không qua lưới của Sun Sen Sun Phong bung. Và đây là điểm kết thúc ván đấu thứ 3 cho tay vợt Hàn Quốc Kim Tae-hoon. 6-10. Như vậy là ván đấu thứ 3 đã thuộc về tay vợt của Hàn Quốc Kim Tae-hoon, anh thắng 11-6. Tỷ số lúc này được thu ngắn xuống còn 1-2 trong trận đấu thứ hai giữa Sun Sen Sun Phong bung và Kim Tae-hoon. Rõ ràng những tay vợt Hàn Quốc không phải là những tay vợt tầm thường đến với giải. Chúng ta thấy là ở trong trận đấu bán kết khi họ gặp Kim Tae-hoon gặp tay vợt của Việt Nam đó là Đoàn Chiến Quốc, cũng là một trong những tay vợt chủ lực của Việt Nam. Trong ván đầu tiên thì Kim Tae-hoon để thua với tỷ số là 14-21 nhưng sau đó thì anh thắng liền 3 ván, 21-7, 21-5 và 21-2 để giành chiến thắng trước Đoàn Kiến Quốc của Việt Nam. Còn trong trận đấu này thì ở hai ván đầu Kim Tae-hoon đều để thua tay vợt của Thái Lan là Sun Sen Phong bung 6-11, 9-11. Nhưng ở ván thứ 3 thì anh lại thắng lại 11-6 để tiếp tục đưa trận đấu này bước vào ván đấu thứ 4.
Chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị và các bạn, ở trong ngày thi đấu hôm nay thì ở nội dung đồng đội nữ thì hai đội Hàn Quốc và Thái Lan cũng thi đấu với nhau, và lúc này thì Hàn Quốc đang thắng dẫn trước Thái Lan 2-0. Bây giờ chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của ván thứ tư. Kim Tae-hoon là người giao bóng, trả giao bóng ra ngoài, điểm 1-0 cho tay vợt Hàn Quốc. Quá tốt, không chỉ có những cú giật phải chính xác vừa rồi, một cú lắc cổ tay rất nhanh, một cú rờ về cũng có độ xoay tốt và chính xác của San Sushin Fabum đã giúp anh có một điểm để cân bằng điểm số lúc này là 1-1. Không được, lần này thì một pha đội công không thành công của Sushasin Fabum. 1-2. Bóng ngoài. Trong pha bóng vừa rồi chúng ta thấy là Sushasin Fabum không vội vã. Hay đều. Giật bóng ra ngoài, lúc này tay vợt Thái Lan Sushasin. Tay vợt Thái Lan Sushasin đã vượt qua Kim Trung Hay với cách biệt một điểm, 2-3. Trả giữ bóng không qua lưới, 3-3. Cho đến lúc này thì cả hai tay vợt vẫn chưa xin hội ý một lần nào. Rất hay. Trong pha đôi công này thì Kim Tae-hoon chúng ta thấy là đã có tầm nhìn tốt. Một cú giật phản xạ thuận tay qua một góc bàn mà Soo Seung-sun đã mất đà, khiến cho tay vợt Thái Lan không kịp trở tay. 3-4. Lần này thì hai cú giật của Kim Tae-hoon không thành công và điểm 4-4. Ở giải năm nay không chỉ có Hàn Quốc là đội đáng được nhận những lời khen tặng tốt nhất, mà Thái Lan chúng ta thấy là họ cũng chơi không kém. Cả nam và nữ đều vào chung kết ở nội dung đồng đội. Rất hay. Một và có thể nói là một màn biểu diễn rất đẹp mắt giữa hai tay vợt ở hai tư thế xa bàn và gần bàn khác nhau, nhưng đó là những đường bóng rất đẹp mắt. Điểm lúc này là